Lan Ngọc quá đẹp trang pháp tài năng nhưng Emily có chiến lược rõ ràng. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao động, ca sĩ Đoan Trang đã đưa ra những nhận định riêng về tương quan lực lượng của hai đội thi đấu tại chung kết chị đẹp đạp giá rẽ sóng. Sau chung kết một chiến thắng của đội Emily trước đội Trang Pháp đang gây tranh cãi trên khắp các, các nền tảng. Theo đó, hai đội với sự dẫn dắt của hai đội trưởng Emily gồm các thành viên Phương Vi, Lệ Quyên, Hồng Nhung, Henny E, Diệu Nhi, Diệp Nam Anh và đội trưởng Trang Pháp gồm các thành viên Mỹ Linh, Thu Phương, Ninh Dương Lan Ngọc, Yên Linh, Nguyên Hà Linh Ly đã trải qua hai phần thi với nhóm 3 người và nhóm 5 người. Họ tiếp tục bước vào chung kết 2 với màn thi đấu của nhóm 7 người. Đội em nên trình diễn mắt sắp tiếng Việt thư pháp. Nhóm trang Pháp thể hiện mắt sắp Nam Quốc Sơn Hà đất nước nổi ru. Trước thêm chung kết, ca sĩ Đoan Trang thành viên được hồi sinh và bị loại trước hai trận chiến cuối cùng đã có những đánh giá riêng. Đoan Trang cho biết hai đội đều rất mạnh đều sẽ tương quan lực lượng. Tôi nghĩ trận chung kết hai rất khó đoán kết quả. Với cá nhân tôi đã từng đồng hành cùng các chị em trong khoảng thời gian dài, tôi cho rằng đội nào cũng có cơ hội giành chiến thắng và họ đều xứng đáng. Nhận định về những cá nhân đang được đánh giá cao như Lan Ngọc Trang Pháp Em Ly, Đoan Trang nói, Ninh Dương Lan Ngọc quá đẹp, bạn ấy là gương mặt sáng sân khấu, tính giải trí cao. Đa năng đa tài, Lan Ngọc càng vào sâu càng thể hiện rõ sức hút của mình. Với Emily và Trang Pháp, ngay khi những tập đầu tiên mới gặp nhau, tôi đã đánh giá họ là những gương mặt rất mạnh. Trang Pháp Emily đều đa tài, có thể cân được nhiều vị trí khác nhau. Trang Pháp vừa có thể sáng tác, sản xuất âm nhạc, vừa hát đốt vũ đạo giỏi, lại có thể tham gia giản dựng. Emily có chiến lược rất rõ ràng thông qua từng vòng thi đấu. Đoàn Trang khẳng định đội nào cũng có những thành viên rất mạnh. Ở team Emily, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Phương Vi sở hữu vô cổ khủng. Emily dập năm anh nổi bật vũ đạo vô cổm của Mỹ Linh Thu Phương Uyên Linh ở đội bên kia cũng thuộc diện đỉnh cao, vũ đạo có trang pháp nàn ngọc. Đoàn Giang cho rằng kết quả chung cuộc sẽ gây cấn vào khó đoán đến phút cuối cùng bởi còn phụ thuộc vào lượt bình chọn từ khán giả trường quay.